Xin mến chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Hôm nay trong cái không khí mà đón Tết thì mình cũng đang về quê và cũng đây là cái Ủy ban Nhân dân xã Diễn Nguyên của mình. Quê mình là ở Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An và đây là Ủy ban Nhân dân xã. Và hôm nay mình làm video này là muốn gửi đến với anh chị và các bạn một cái trận đấu đánh bóng chuyền do xã tổ chức đón chào xuân, và lúc nữa sẽ diễn ra giữa hai xóm xóm 4 và xóm 2. Thì mời quý vị và các bạn, bây giờ cũng là gần 2 giờ chiều ngày 28 Tết, mọi người cũng đang nô nức để mà chuẩn bị đón Tết. Thì mình cũng là rất là đam mê thể thao, nhất là môn bóng chuyền, thành ra là mình cũng sắp xếp thời gian để lên đánh bóng đánh cho đội của xóm 4. Thì kính mời bạn tại xem mấy trận giao hữu và trận tổ chức cái giải của xã Tịnh Nguyên ở tại Ủy ban Nhân dân xã. Sau đây thì cũng mời các bạn xem cái hội trường của Ủy ban Nhân dân xã Diễn Nguyên một chút nhé. Đây, đây là hội trường của Ủy ban Nhân dân xã. Hội trường này cũng mới xây thôi, thì là xây là được 2 năm rồi, mới xây lại cách đây 2 năm rồi. Đấy. Đây, hội trường. Đấy. Đây là Ủy ban Nhân dân xã Diễn Nguyên. Đó, và đây là cái sân bóng chuyền mà lúc nữa sẽ diễn ra cái trận giao hữu. Thì mời các bạn chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để chúng ta đón xem cái trận giải đấu đầu xuân của năm nay. Anh cứ biết mình đâu, em chưa biết đây nào ấy. Nào ra cho ta xem. Đây là áo rồi. Không cảm hả? Áo ơi. Nhanh nhanh. Áo ơi. Áo ơi. Anh ơi, mặc áo ơi. Quẩy này anh thấy không? Quẩy gì mà nó tiền nó hoàn. Nó hiểu ơi. Linh ơi, Linh ơi. Áo là áo. Đừng gì? Mấy mồi, mồi không? Chúng người nói vui, có người không à? Tụi mình có đâu đấy? Linh nữa Hải Hoan cố gắng vui. Đây dưới dạy cái hiểu mình rồi. Hiểu hiểu rồi anh đã thật rồi. Có mua được nữa không á? Có mua được nữa. Có phần đại, có sợ gì nữa không? Đang hết cầm anh chứ. Có tiền ở bên chưa anh? Hả? Không. Hỏi tổ cao rồi. Hỏi hoán thêm đi. Ờ, anh cần á. Anh ơi. Xuống mày em thấy mà kêu mà nổ ai. Bữa hai vợ chồng xuống thì đây ta thấy cứ tí một xe đó tổng. Mình tránh đừng có thấy quay rút rút cái đây. Có thai hả? Có thai rồi đúng rồi là có mà. Nhất là con có thai. Được. Em đang yêu em có. Hai đứa già thì bệnh mấy tuổi. Mời anh ra đi cô ơi. Bạn tài cho hai đội bạn tham làm thủ tục tổng tấn. Ôi đông người hải hoàn tập hoàn tổ chức mua tập tập quay 5 cân rồi hơn hơn phải 8 yên 8 mấy cân rồi không phải 2 cân hơn chấp 10 cân rồi các bạn quay cho Điệp về quay đây thôi. Thảo ơi cười cười đấy. Thảo ơi tao nó quay cái gì kia. Thảo ơi tao có tụi mình vào cân được được
Lê Cù ơi, mồm gì á? Rồi chân mày nữa. Thảo ơi, mình cho con đánh Thảo ơi. Thảo ơi, ra đi. Thảo ơi, cười yêu. Thảo ơi. Thảo ơi, cười yêu. Nhỏ tuổi, Thảo ơi. Ta được phục hoạt rồi. Anh Hiếu ơi, sao cũng vậy rồi. Anh Hiếu ơi, vừa thấy quân đi ra nhảy ơi, vừa thấy quân đi ơi. Đổ đây. Thấy quân đóng à? Đâu? Đứng bên thân như cha với con rồi. Bức ảnh là Hiếu tung, ơi Hiếu tung. Thảo thấy máy quay đây cứ đứng đằng trước đi. Nhưng không được đánh phải bố máy quay tí. Tường toàn mặc đồ rồi. Đây là ai đây là bắt tao đồ hình đỡ mạnh này. Đấy ngay. Cương ơi, ra anh Cương vô, ra anh Cương vô. Thảo ơi, nhà có cái đùi mà. Hả? Đem ăn cơm. Bây giờ ta làm cái này, mày phê rồi. Ui, mày điện đây mày. Mày phê rồi. Ai chơi rồi. Trực tròn đánh mặc áo dài. Còn đó là dài rồi sao? Lê rồi. Phải bóng không phải rồi. Lê rồi. Ồ, con Nam. Một không. Trực tròn luôn đấy. Tường biết đích. Bắt đầu á. Ê, ôi đồ ơi. Bỏ bóng không bày đấy. Điều. Thay đổi chó Nam. Hai không. Chịu anh ơi. Bóng đứng cho em. Ra ngoài. À rồi. Tiền nó thay đổi chó. Năm. Đều nhá. Chừng toàn đánh bóng rồi, bọn tay chụp mưu thôi. Anh Hiếu, chấp à. Anh phải nói ấy, chứ sai quả mà nó quả thì thôi á. Bóng không thổ không quay đấy. Điều thay đổi cho mới. Một, ba. Đây bên mày quay nha. Mình luôn luôn đi. Đóng kìa. Được đóng rồi Trần Nam. 4-1. Nhớ được của cái quay nhiều nhất thầy. Nói chung trận trước ta thắng do có thỏa toàn, trận đi thua do Messi Thảo ra rồi. Đây đi kêu lên vô đây nổ vô. Ngoài á. Ngoài rồi. Phạt bóng về. Đưa bóng ra ngoài. Đưa cái đường cho bên. Hai bước. Cả là nước đi. Đeo có cái mà trước luôn đi. Có đâu. Ôi, có 13% pin này. Tuyên bố. Sáng ơi. Tuyên bố. Tuyên bố. Tuyên bố. Tuyên bố. Vâng này đi đâu ấy? Chết rồi. Còn đánh bóng á. Dũng ơi, mới tập 4 đi rồi.
Mượn luôn đấy. Không, mượn luôn. Đây là đi mua không dính, không dính khô mà này. Vô không tay không như. Ông đã mượn luôn. Cái này cuốn. Cái này cuốn. Mùng một tên sang cả. Đấy ông này thay người. Mình đi vào. Người đây. Trên thảo này được. Thôi. Đấy. Vớt không bắt lửa. Vớt được. Vớt nhiều quá nhà được khóa được phát hai liệt rồi. Mấy người vợ khác chứ không? Vợ rèm mật được nữa rồi. Ơ anh! Tôi có cái file cái này không? Cái file nè. Thôi thôi quay luôn. Tâm lý cũng hay mà. Từ mùng ngàn chín giờ anh có đánh rồi. Đánh cái trận hay hơn. Không được công rồi. Anh công không? Anh chín là anh có rồi. Mùng ngàn chín giờ anh đánh. Đánh cái tình mình thua, ta thua tình mình nhảy. Có được đâu chứ. Không, đánh bên bên trong sàn, ta đánh trong sàn rồi. Chín, chín. Mùng ngàn chín. Năm nay còn tổ chức, năm ngoái không tổ chức. Tổ chức vui tự nhiên đưa đi uống rượu bớt. Như là đi uống rượu nhiều rồi kêu nó về đây. Chưa thó đi kêu cả xóm. Em quyền không đây. Thó gì? Thó chúng về gì? Không, đi kêu cả xóm. Ba, hai. Con này là sinh năm 9 mấy cả. Thua ta khoảng chục hơn chục. Bây giờ con đi đầu 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 9 nhiều. Thua mình cũng khoảng dưới đầu 9 rồi. Hơn chục rồi. Cảm lấy từ phía kia là 3. 3 đi. 1 thay. Hơn tuổi năm đi với con đánh bạn đi khác tuổi chưa nói. Quân lý sao tuổi như mình là dành đi cánh gà nhưng mà chưa uống rượu nhiều. Đánh nhau hay không? Ba. Thái tư đi thôi chửi. Mai mình nó thức đêm rồi là. Đúng rồi. Đánh bóng không qua được rất sớm. Mọi ông không nhảy được. Ba. Quên mình nói vô đây. Đó. Cắt sau cắt bước nghe. Sau cắt tiếng. Đây nghĩ là có người đi rồi. Đã ngoài nữa nó nói anh nữa. Anh nữa ở gần nhà em. Thấy gì? Đấy thì nhấn rồi. Hay quá. Vít thơ. Rồi phạm lỗi rồi. Điểm thức công đoàn 1, 6,
vàng chấm vàng rồi là pha chạm lưới đưa phía của kỳ đặt ba hay quá chấm bốc rồi thẳng chém lên chuyển luôn bóng không qua đủ cho kim đoàn cổ 7 3 chuyển cho em ơi, cứ để nó chuyển đi chuyển, chuyển phải phải có quản lý cả thế chứ mình nói chung là cái thằng chuyển hái nó mà ăn cụ thủ cái thằng công đúng rồi xử lý chuyển xử lý ngược lại thằng chuyển nó không phải nhớ đâu đúng cái này cái chuyển phát là mình cứ nghĩ thu rồi mình lại dạn ra sai liền như thế này là chuyên chuyên danh đẹp nó nổ vào trong tay họ là danh thằng chuyên hai phải nặng tất bạt công công xử lý phải công công không xử lý là đừng trách chuyên hai ấy ấy à bên nào về được bán trắng cả là ngày chuyên hai ngày luôn ông có chuyện gì không một con vặt ra ngoài luôn đánh chưa qua tiền 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 thắng này tới ngồi đấy phát bóng nhanh ra đổi cho tin là 3 5 9 mạnh có quả đầu tiên mới chúc huyết xong rồi ra ngoài danh mạnh mà nó ngoài quả nó đúng sải tay đập quá sải tay đập và bóng cù ngay đầu tiên đàn ta cù quá thua rồi 6 9 ngoại rồi đánh được à biết gì đó rồi chứ quả đánh ở như lừa đây là tổng cấp thân điểm trước cho tôi là 3 7 9 toàn vợ con nói chứ thầy à, con thì chắc có rồi mà vợ ấy chưa không như mình có người tuổi đấy điểm trước cho tôi còn là lớn 8 9 thằng em không Ngọc thì cũng chưa lấy nhận nó đang cướp vậy người này trong kia anh ơi rớt phía đằng sau đi là cực kỳ khó khăn bởi vì hai thằng kiểu chi phải bánh ra lọt trắng là gì còn số 6 là không được lùi lùi bỏ chết không ba được tiếp cho đi đạt được 11 12 ta anh thi trường 2 được chỉ được 1 tháng rồi anh chuyển tới đi được quá anh nhìn thấy toàn bị quyền nhưng có quyền mới được vậy bị quyền mới thủ bóng còn trong tay đầu trai cho người đẹp là 13 12 có cần có xử lý cho con chuyện giỏi chuyện dễ công thì xử lý dễ nhỉ nổ quả muốn nổ cái bộ cái tay đấy gì
Phát làm răng mà nữa được, làm răng mà ăn được trực tiếp được. Vì là điều bóng cho nó mắt bắt bóng một lên cho chuyển hai khó rồi. Nói chung khó nhất, khó bóng một nhất đó là bóng bay. Đúng rồi. Bóng bay bay, đợi như bùng, bóng chay xuống, mạnh từ một bạn được thì được hết. Đúng được, chụp được. Không, lực, khó lắm. Bóng bay, bóng thì coi chứ có đúng là dê tròn nhất, còn đỡ hai tờ tài á. Thằng nữa đánh chả chạy ác lắm á. Thằng Thành rút bơ ấy. Quân Hà Tĩnh vẫn hay thôi, Hà Tĩnh cái phong trào nó mạnh. Rồi cầm trốn là thôi. 22 đối đầu với nhau.
7 triệu. Hay lắm. Cả hai thằng, cái thằng má đâu được. Tiền xe với ảnh rồi. Nó hết. 23. Đến nhà. Ở đây đó thì lên lên mày lên. Thế chưa? Anh ấy nghe mình tê tao biết nhà mình biết đâu anh rồi đó. Mình phát bậy quá.